Gần đây, Đại học Dóc Thao Mi đã công bố một báo cáo và sau khi đọc xong, tôi chỉ muốn nói rằng chip Trung Quốc có lẽ thực sự sắp cất cánh. Trước tiên, hãy nói về điểm quan trọng nhất. Trong giai đoạn 2018 đến 2023, toàn cầu đã công bố tổng cộng 475.000 bài nghiên cứu liên quan đến chip, trong đó Trung Quốc đóng góp hơn 160.000 bài, chiếm 34%, còn Mỹ công bố hơn 70.000 bài, chiếm 15%. Nói cách khác, số lượng bài nghiên cứu của Trung Quốc gấp hơn 2 lần so với Mỹ. Đáng chú ý hơn, không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà về chất lượng bài nghiên cứu, Trung Quốc cũng thể hiện xuất sắc. Trong nhóm 10% bài báo có số lần trích dẫn cao nhất, các nghiên cứu có ảnh hưởng lớn nhất, Trung Quốc chiếm tới 50%, trong khi Mỹ chỉ đạt 22%. Nếu xét theo bảng xếp hạng các tổ chức nghiên cứu có sản lượng bài báo về chip cao nhất thế giới, trong top 10 có tới 9 tổ chức đến từ Trung Quốc. Qua hình ảnh minh họa, có thể thấy Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu cả về số lượng lẫn chất lượng bài nghiên cứu. Tôi nhìn vào những con số này và chỉ có một kết luận, Trung Quốc chưa hẳn đã dẫn đầu về chip ngay lúc này, nhưng xu hướng thì quá rõ ràng, khi số lượng nghiên cứu gấp đôi Mỹ và chất lượng cũng vượt trội. Câu hỏi không còn là liệu mà là khi nào họ sẽ bứt phá. Thời khắc chuyển mình của ngành bán dẫn Trung Quốc có lẽ đã ở ngay trước mắt.